Phố Việt Media. Mình là luật sư Nguyễn Đức Nguyên Vị thuộc văn phòng luật sư Trần Nhật Vũ Law Firm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ trao đổi với các bạn về cái vấn đề một dạng thị thực rất tốt để bà con mình ở Việt Nam có thể qua Mỹ lao động kiếm thu nhập một cách hoàn toàn hợp pháp và lâu dài trong nhiều năm. Đó là dạng thị thực L1. Thì cái dạng thị thực L1 này có hai dạng là L1A hoặc L1B. Thì cái dạng thường á, người ta hay dùng cái này đối với trường hợp là một công ty ở Việt Nam, người ta mở ra một chi nhánh hay là một cái đơn vị phụ thuộc ở tại Hoa Kỳ và mong muốn được cử người từ Việt Nam sang để từ đó phát triển cái hoạt động kinh doanh của họ tại Hoa Kỳ. Thì bây giờ mình đi trước vào cái vấn đề L1A và L1B, vốn là những cái dạng thị thực để mà có thể giúp cho bà con Việt Nam của mình lao động tại Hoa Kỳ mà không phải chịu những cái vấn đề như là hạn ngạch hay là cái việc mà xem xét hồ sơ rất phức tạp khó khăn như là EB3 chẳng hạn hay là H1B. Thì cái L1A đó là cái trường hợp là cử những người nhân viên có chức vụ quản lý trong công ty. Mình lấy ví dụ như là một công ty làm đẹp ở tại Việt Nam muốn mở ra một chi nhánh hoặc là một công ty con tại Hoa Kỳ để từ đó phát triển thị trường tại Hoa Kỳ cũng như là tăng lên thêm cái thu nhập, cái doanh số bán tại Hoa Kỳ. Thì cái họ cần ở đây là phải xác định rõ là họ sẽ lập đơn một công ty con ở tại Hoa Kỳ hoặc là chi nhánh tại Hoa Kỳ, nơi mà Trần Nhật Vũ có cái trình độ chuyên môn rất cao, và đồng thời thì sau đó họ phải lên một cái kế hoạch, tiếng Anh gọi là business plan, một cái phần quan trọng nhất đối với cái thị thực L1A hoặc là L1B. Đó là họ phải có một kế hoạch cụ thể để cử người, những người có vị trí quản lý, lãnh đạo trong công ty, và thường yêu cầu là cái người mang vị trí lãnh đạo của công ty từ Việt Nam đó phải là có thời gian làm việc 1 năm trong 3 năm liền kề. Mình lấy ví dụ như trong 3 năm liền kề là 21, 22, 23, thì trong 3 năm đó họ phải là cái giữ vị trí lãnh đạo trong 1 năm, và 3 năm đó họ phải là nhân viên của công ty tại Việt Nam. Và sau đó thì nhân viên, người lãnh đạo đó sẽ được cử sang Mỹ, chứng minh với chính phủ Mỹ rằng cái việc mà họ đi qua Mỹ làm việc cho công ty con chi nhánh hoàn toàn là tạo điều kiện để công ty mẹ tại Việt Nam có thể phát triển cái thị trường của mình và phát triển cái doanh số của mình tại thị trường Hoa Kỳ. Và cái thị thực L1B thì cũng tương tự vậy, chỉ khác cái đối tượng ở đây, đó là cái người được cử đi không phải là vị trí quản lý hay lãnh đạo, mà là cái người có cái chuyên môn cao, tay nghề cao. Ví dụ như là một công ty ở Việt Nam làm móng, làm tóc, trang điểm, muốn cử một cái người, một cái chuyên viên 10 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực là làm móng hay là trộn bột làm móng, thí dụ vậy, sang Hoa Kỳ để từ đó họ có thể phát triển cái thị trường tại Hoa Kỳ, nhằm nâng cao cái doanh số công ty ở tại Việt Nam và Hoa Kỳ, thì họ sẽ được cử đi sang đó để mà từ đó kiếm nhân viên, học việc hay là phát triển tay nghề của mình để phục vụ cho chính công ty. Và các bạn thấy rằng đối với cộng đồng người Việt Nam của mình thì cái dịch vụ làm đẹp là gần như là tốt nhất ở tại nước Mỹ, bởi vì với cái bàn tay chăm bẩm khéo léo tỉ mẩn của người Việt Nam thì khách hàng ở tại Mỹ, cho dù là người da trắng, người gốc Phi hay là người gốc châu Á hay là người gốc Nam Mỹ, đều rất thích và họ coi đó là cái dịch vụ gần như không thể thiếu của xã hội. Như chúng ta thấy rằng là cái thời mà dịch bệnh Covid-19 đã hoàn thành trong từ năm 2000 đến 2002, thì thực sự rằng người ta có thể giảm cái dịch vụ ăn uống, người ta không có nhu cầu ăn uống, nhưng mà cái dịch vụ làm đẹp vẫn nở rộ và vẫn duy trì. Bởi vì gần như ở tại Hoa Kỳ thì
thì cái việc mà làm sao để bản thân mình trở nên đẹp hơn, trở nên cuốn hút hơn là cái một nhu cầu rất là thiết yếu. Và đây là cơ hội rất tốt để mà cộng đồng người Việt Nam của mình phát triển cái dịch vụ thế mạnh đó. Và Trần Dịch Vụ Law Firm có một cái cửa, có một cái trường chuyên đào tạo dịch vụ làm đẹp, đó chính là VN Beauty College, nơi mà các tay nghề làm móng, làm tóc, làm trang điểm sẽ được phát huy tối ưu. Chính vì vậy, nếu như quý vị khán giả có nhu cầu tìm hiểu thêm về cái thị thực L1A, L1B, cũng như tìm cách làm sao để đưa nhân sự của mình tại Việt Nam, ở công ty Việt Nam của mình sang Hoa Kỳ để có thể phát triển tay nghề, thu nhập và tìm những con đường định cư ở Mỹ được thuận lợi, thì hãy liên hệ theo những cái thông tin liên lạc mà chúng tôi thể hiện trong đoạn phim này. Xin chân thành cảm ơn.